Dạ, Dương Mai Chết Chà Bông xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em ạ. Cả nhà ơi, ngày hôm nay Dương Mai Chết Chà Bông lại giới thiệu cho chúng ta đây là một cây mai cúc thọ hương cả nhà. Hàng ngày hôm nay thì em lên hàng Tàn Thông nè. Nói chung là rất là ok luôn, và những cái bộ đế rất là đẹp cả nhà. Rồi đây, chúng ta hãy cùng xem bộ đế nha anh chị ơi. Đây, bộ đế này rất là đẹp luôn. Cái này quanh ở trên đây em đo là 22 nè. Cái nồi ở dưới đây là 115 luôn cả nhà. Cái này nó cao tới 1m1 luôn nha. 1m1 luôn. Rồi cái ngang của nó là 90. Đây là dòng mai cúc họ Hương. Thì cúc họ Hương á cả nhà, bây giờ nó đang có nút nụ kim. Nhưng mà ít thôi chứ không nhiều, bởi vì dòng họ Hương á nụ nó rất là thưa. Nhưng mà bông của nó sẽ là bông chùm chùm. Bây giờ về chúng ta có thể kích nụ thêm nha. Anh chị nào chốt cây này thì em tặng cho mình bịch kích nụ về để mình tưới á cả nhà. Đó, đây thì nút nụ kim bây giờ nó đang ra. Nhưng mà chưa nhiều ha. Rồi, cây này em chốt với anh chị với giá là 4,5 triệu thôi cả nhà ơi. 4,5 triệu bên em còn bao ship cho quý cô chú anh chị luôn nha. Đó, cây này quá đẹp cả nhà. Nó cao tới 1m1 luôn anh chị ơi. 1m1 luôn. Rồi á, nó cao 1m1 và ngang nó tới 90 luôn cả nhà. Rồi anh chị nào thích cây cúc thọ hương này là mã số 1 nha cả nhà, thì hãy alo cho em. Và tiếp tục em sẽ lên cây mã số 2. Rồi và tiếp theo là cây mã số 2 nè cả nhà. Cây mã số 2 này sẽ là một cây siêu bông. Nhị Ngọc Toàn, cây này Nhị Ngọc Toàn, trời ơi, dòng mai đột biến nha cả nhà. Hoa nửa kem nửa vàng nha. Cây này em đo hoành ở trên đây sẽ là 23 nha. Cái nồi, trời ơi, cái nồi nó tới 140 lần ông nội, quá trời luôn rồi. Chiều cao của nó là 1m1 luôn. Chiều ngang là 1m1 luôn cả nhà ơi. Cây này nó quá dữ luôn anh chị. Em xây cho cả nhà mình nha. Đó, chúng ta hãy cùng tham quan nguyên cây nha cả nhà. Rồi, cái này em chốt giá là 8 triệu bên em bao ship nha anh chị ơi. Đây là dòng Nhị Ngọc Toàn, hoa nửa kem nửa vàng nha cả nhà. Đặc biệt là hoa rất là thơm. Và lâu lâu trên cây nó sẽ có màu kem, và lâu lâu nó sẽ có màu vàng nữa ha. Ôi, Nhị Ngọc Toàn là dòng mai đột biến và rất là hot ở trên thị trường nha cả nhà. Rồi, cây này là cây mã số 2, giá 8 triệu. Tiếp tục là cây mã số 3. Và tiếp tục là cây mã số 3 là một cây thân lắc lượng y như con rồng. Trời ơi, cả nhà coi nè. Đó, coi nè. Quá tí luôn ha. Cây này hoành của nó sẽ là 24, em đo ở đây. Và cái nồi của nó sẽ là 110 nha cả nhà. Đây, cái này là thân lắc lượng nha, rất là đẹp luôn. Đó, đâu rồi, chiều cao nó 90 luôn, chiều ngang 1m. Trời ơi. Đây là cây siêu bông Sài Gòn nha cả nhà ơi. Đó, quay một vòng cho anh chị mình xem nha. Siêu bông Sài Gòn là dòng mai rất là to, tầm khoảng 6 cho đến 7 phân cả nhà. Bông của nó sẽ là bông chùm. Rồi, cái này em chốt với anh chị giá là 8 triệu bên em bao ship toàn quốc cho anh chị luôn nha. Đó, hàng này thì em đóng kiện gỗ, nếu anh chị nào ở gần ở cái tỉnh miền Tây, miền Nam thì em sẽ gửi xe. Rồi, hãy alo cho Vườn Mai Chích Chè Bông nếu mình thích cây mã số mấy nha cả nhà.